Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà luôn nha. Chúc cả nhà mình xem tin vui vẻ luôn. Rồi thì hôm nay Sơn sẽ giới thiệu một số cây của nhà vườn lên giao lưu cùng với cả nhà nha. Thì rất mong sự hữu duyên với anh chị em cô chú mình ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi thì cây đầu tiên của cái video này là một cây cẩm thị nha. Cây cẩm thị có dáng đổ đẹp luôn nha, dáng huyền đổ đẹp. Đó. Thì cái cây này có mã số là 974 nha, mã số 974. Thì rồi camera quay gần lại đây để mình chia sẻ luôn nha. Thì ở cái mặt trên đây nè, cái mặt mà đen đen đây nè là nó bị lũa nha, và nhà vườn cũng đã xử lý lũa rồi. Đó, rồi còn cái mạch sống thì nó vẫn sống bình thường đây nè. Đó, nói chung là cây mà cây thiên nhiên là nói chung là nó sức sống nó rất là mãnh liệt. Cái phần nào khô lũa thì khô lũa, còn phần nào sống thì nó vẫn sống bình thường nha. Đó đây nè, đang bung lọc rất là đều đẹp luôn nha. Rồi cây này thì mình đo được cái mình đo được cái hòn chỗ này là 20. Đó, hòn chỗ này 20. Chiều phóng mình đo từ cái đầu này nha, đầu chính này ra ngoài đuôi là 42. Đó, rồi chiều phóng mà ngọn thì mình đo được là 70. Rồi đang nằm cái chậu chậu là 44 lọt lòng nha, chậu 44 lọt lòng. Rồi cây này mình giao lưu nhanh dọn vườn luôn nha. 1,2 triệu bao ship. 1,2 triệu bao ship nha cho cái cây cẩm thị này luôn. Đó. 1,2 triệu bao ship nha. Rất là ok luôn. Đây nè, lại về. Thì mình xem tham khảo luôn nha. Đó, nó có một cái chùm rễ ở trên này kéo xuống đây. Đó, ở đây là lũa nha, mình đã xử lý rồi. Lọc non này. Đó, mình đã vô dây nước một rồi nha. Đó, cameraman lướt ở đây xuống cho khán giả mình xem nha. Đó, từ góc lướt xuống luôn. Nhẹ nhàng cho khán giả mình xem. Đó, cây rất là sung tốt luôn đó nha. 974 nha, 1,2 triệu bao ship. Rất là ok luôn đó nha. Rồi, để mình ghi ở đây luôn để là... Rồi, 1,2 triệu nha. Rồi, mời nhà mình sẽ qua cây mới nha, qua cây khác. Cái này, xét bên thì cũng có cây này, cũng khá là đẹp. Cây này cũng khá là đẹp nha. Thì mình coi thử. Coi thử nên... Ôi trời. Đó, cây này thì... để mình coi thử mình có không gian nào hay hay mình... cho em nó ra đây nha. Rồi dễ thôi. Rồi cameraman ở đây. Ủa cái đó con tưởng nó mọc dưới đất chứ. Rồi, đó. Rồi mình sẽ đó, lặn ra. Rồi sao sẽ rinh cái cây bỏ lên này nha. Nói chung một người bê thì cũng cũng ráng ráng đó. Rồi quá đẹp luôn. Rồi cameraman ra đây. Chỗ kia nó có kiến riện đó coi, kiến đen đen á, nhưng mà sao nó không có cắn đó. Rồi đây quá đẹp. Đó, cây form thiên nhiên nha. Rồi cây này có mã số là 170, mã số 170 nha. Cái hòn thân mình đo được là 52, hòn thân đo được 52 nha. Cây cao là 47. Đang nằm chậu lọt lòng là 44. Chiều phóng nha. Chiều phóng thì mình đo được là 88, chiều phóng 88 nha. Rồi cái thân này mình đo được là 19, thân này mình đo được 19 nha. Rồi, camera quay lại gần để mình tâm sự một chút luôn nha. Rồi, đây là cái phần này là phần lũa nha, phần thân khô lũa nha. Đó. Cây thiên nhiên á, thì hầu như là nó bị ít nhiều nó cũng bị khô lũa, tại vì nó cũng thể hiện cái sức sống rất là mãnh liệt nha cả nhà. Đó, còn phần nào sống thì nó vẫn sống bình thường thôi. Nó hay là hay như vậy.
Đó, phần da sống này vẫn sống bình thường. Đó, cây này có dáng huyền nha. Rồi, cây này thì hôm bữa là mình muốn giao lưu là 4 triệu bao ship. Nhưng hôm nay là mình giao lưu là 3 triệu rưỡi bao ship thôi nha. 3 triệu rưỡi bao ship. Đó, mình quay lại mặt đây. Đẹp cả nha. Đó. Rất là ok luôn. Rất là duyên luôn cả nha. 3 triệu rưỡi bao ship cho cây này. Đó, cây rất là già nha. Cây rất là duyên dáng luôn. Rồi cho mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì cứ inbox cho nhà vườn luôn. Rồi chắc cây này mình sẽ để cho em nó cho em nó lên cao chút xíu cho em nó tỏ sáng hơn nha. Nói chung là làm vườn á thì mấy cây nhỏ nhỏ thì một mình rinh được, còn mấy cây đấy thì cũng nói chung mà cũng chú cũng vất vả. Ơi đổ rinh này. Rồi cho em nó lên nha. Nói chung mà vườn là cứ dọn hoài thôi cả nha. Dọn mà ớn luôn. Wow quá đẹp, lên cao đây. Em nó lên cao đẹp quá cả nha. Nè. Chắc là quay ra đây nó đẹp hơn nè. Quay mặt này nó đẹp hơn nè. Đó. Quay mặt này nó ok hơn nè. Đúng rồi nha. Mặt đây mặt à. Đây. Nhìn nó lướt nè. Lướt xuống đây quá đẹp. Rồi 3 triệu rưỡi bao ship nha. Mã số là 17170. 3 triệu rưỡi bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì cứ ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi bắt đầu mình tiếp tục nha. Tiếp tục cái gì nữa ta. Ok đây đây đúng rồi. Nói chung vườn này cứ bước một cái là thấy tiền, bước một cái là thấy tiền thôi. Nên là nên vợ em hay nói tiền thì không chịu để trong nhà, tiền toàn là đem đi phơi nắng không à. Nên là rất là, nhưng mà nó phơi nắng đỡ một cái là nó có lúc thì nó cũng hao hụt, có lúc thì nó cũng còn đó. Chung mà nó đam mê cái đam mê. Rồi cây này là một cây bằng lăng tím lá nhỏ nha cả nhà nha. Bằng lăng tím lá nhỏ. Cây rất là sung tốt luôn. Rồi, mình để lên cái chậu cho ổng á. Rồi, ok luôn. Rồi kế tiếp là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ luôn nha. Cụm bằng lăng tím lá nhỏ này thì mã số là 766 nha cả nhà. 766 đang tùm luôn, rất là tốt luôn cả nha. 766 nha. Tổng hoành đo được là 57 nha cả nhà, 57. Cái hoành ở đây đo được là 23. Cây cao là 65. Bầu đất là 32, cao 65, bầu đất 32 nữa nha. Rồi cụm này nhà vườn giao lưu nhanh luôn nha. Dọn vườn nhanh luôn là 550 bao ship. 550 bao ship nha. Rồi camera quay gần lại cho khán giả mình cùng xem luôn. Rồi.
cụm liền cốt luôn, 550 bao ship nha. Rồi con đi qua bên này quay cho khán giả mình xem thêm luôn nha. Quá mềm luôn, chỉ có 550 bao ship thôi. Đó, cụm rất là khỏe luôn nha. Nhà mình xem 550 bao ship cho cụm bằng lăng tím lá nhỏ này luôn. Sống khỏe nha, cụm rất là khỏe luôn. Coi này, quá tốt luôn. Rồi bây giờ tiếp tục cây nào nữa ta? Nhiều quá. Nhiều quá nha. Tự nhiên cái cây này mình cho nó lên cao nhìn thấy nó đã quá nha. Đó, nhìn lên nhìn thấy nó đã. Cái này nó đứng một mình nó càng vip hơn nữa. Cái không gian nó mà nó ổn ổn nữa là rất là đẹp. Mà cây này lá khá là nhỏ nha. Ở bên lá chân của nó cút lại khá là nhỏ luôn. Rồi nhắc lại luôn nha, mã số 170, 3,5 triệu bao ship cho cây cẩm thị này nha. Rồi, thôi sẵn đây luôn anh em. Rồi tiếp tục thì cũng là một cây cẩm thị nữa nha. Rồi cây này mình cho nó cái mã số đây, 996 nha. 996, mã số 996 nha. 996 là một cây cẩm thị form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha cả nhà. Sống khỏe. Tổng hoành đo được là 77, tổng hoành đo được 77 nha. Rồi một cái hoành thân ở đây đo được là 27 cây cao. Cao đến đầu thân chính là 80, cao lên đến ngọn đây là 85. Rồi cây này đang nằm cái chậu nuôi là 58 nha, chậu nuôi 58. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là rồi giao lưu nhanh dọn vườn luôn. Trong cái video này là 1,5 triệu bao ship nha, không chậu. 1,5 triệu bao ship không chậu cho cây cẩm thị này luôn. Rồi camera quay gần lại coi. Đây nè, cây sống khỏe đẹp luôn nha. Đó, 1,5 triệu bao ship không chậu. Quá mềm luôn, mã số là 996 nha. Đây. Đi vòng. Rồi. Đây nè, cây rất là khỏe luôn. Đó. Cây rất là khỏe luôn nha. Thì mình xem tham khảo luôn. Đó, cây rất là đẹp luôn nha. Chỉ có 1,5 triệu bao ship trong cái video này nha. Rồi, con đi qua bên kia chút xíu, con quay xíu cho khán giả mình xem. Đó. 1,5 triệu bao ship cho cây cẩm thị này luôn. Mã số là 996 nha cả nhà. Thì mình xem tham khảo luôn nha. Quá đẹp. Cái này về mình làm form thiên nhiên là ok luôn. Rồi, sẵn tiện thì mình review luôn cái cây này đi. Không gian nó hơi bị hẹp chút xíu rồi nha. Không gian nó hơi hẹp chút xíu. Rồi, mình đi ra ngoài đi. Cái này nó hơi bị rồi, sẵn tiện mình review cây này luôn nha. Sẵn tiện mình review cây này luôn. Rồi, cây này là cây cây này là cây vú dẻ nha cả nhà. Cây vú dẻ. Mã số là 731 nha. Cây vú dẻ mã số 731. Cây này là mình có video riêng. Đó. Hoàn gốc mình đo được là 39 nha. Hoàn gốc đo được 39. Cây cao. Cao là 102. Bầu đất đo được là 39. Rồi cây này giao lưu nhanh luôn, 1,000,000 bao ship nha cả nhà. Cây này trái ăn được, trái màu vàng ăn được nha. Vú dẻ hay còn gọi là bạch chỉ nữa nha. Rồi camera quay qua bên mặt này nữa cho khán giả mình cùng xem tham khảo luôn nha. 1,000,000 bao ship thôi, dọn vườn nhanh luôn nha.
Hôm bữa là mình giao lưu là 1,5 triệu đến 1,2 triệu, nhưng mà hôm nay mình giao lưu trong cái video này là 1 triệu thôi. Đó, rất chi là mềm. Đó, rồi con đi qua bên này nữa, con quay cho khán giả mình xem nha. Đây, mình xem. Cây một cốt đẹp luôn nha. 731. 1 triệu bao ship nha nha. Vú dễ nha. Cây này trái ăn được, trái bao ngon luôn. Rất là ok luôn nha. Rồi, sẵn tiện đây thì mình review luôn cây linh sam rừng rin này luôn nha. Cây linh sam rừng rin. Rồi, cho em nó cái mã số luôn là 653 nha. 653. Mã số 653 nha. Là một cây linh sam rừng rin. Lũ này là lũ rin nè. Còn cái này là có tét động máy nha. Đó. Và nếu mà ai ưng cái màu lũ này thì mình cũng giao lưu nha. Màu lũ cánh gián. Cái này là màu lũ này, màu lũ mới. Mình màu lũ này là màu lũ dạng keo. Cho nên nó rất là bền nha cả nhà. Nó rất là bền màu. Rồi, cây này là cây hai thân chung cốt luôn cả nhà. Hai thân chung cốt nha. Rồi, mình đo cái hoành thân chính nè. Hoành thân chính mình đo được là 23. Hoành thân chính mình đo được 23. Cây cao. Cây cao là 165. Rồi, cái hoành thân bên này mình đo được là 20. Đó. Cây này thì mình giao lưu là... Cây này mình giao lưu nhanh nha. 5 triệu bao ship. 5 triệu bao ship nha. Mình xem tham khảo luôn. Rồi, con đi qua, con đứng bên cái góc kia để quay ở góc rộng hơn. Đó. 5 triệu bao ship nha. Cây này cũng gần thành phẩm rồi. Đó. Mình xem tham khảo luôn nha. 5 triệu bao ship. Này, con review ở dưới, con review lên luôn. Đế đẹp luôn nha. Hai thân chung cốt. Lũ thì mình đã xử lý hết rồi. Ok rồi. Cái này về mình chỉ chắc lọc tỉa tán đồ thêm nữa là ok thôi. Cái này là rừng rin luôn nha cả nhà. Rừng rin luôn. Năm triệu bao ship thôi nha. Rất chi là mềm luôn. Giao lưu nhanh luôn đó nha. Đó, quá ok luôn nha. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi, cây này cũng đã kết thúc video này nha. Thì rất cảm ơn cả nhà mình đã dành những thời gian quý báu xem tin ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi, thì mình ưng ý cây nào trong cái video này thì cứ inbox cho nhà vườn nha. Hoặc là alo cho nhà vườn luôn. Đó, thì rất cảm ơn cả nhà. Thân chào và hẹn gặp lại luôn nha.